thích cái váy đấy à? Để mai anh mua cho. Thôi mình đã lắm. Mai cũng là sinh nhật em mà. Thôi để mai anh mua cho. Ưng rồi nè. Chị ơi, anh đoán em. Xin chúc mừng hai em. Hiện nay shop chị đang có chương trình khuyến mại và các em là người may mắn thứ 99 được mua chiếc váy này với giá trị 0 đồng nhá. 0 đồng. Đúng rồi. Để chị gói lại cho em nhá. Em cảm ơn. Chị ơi. Chào em, chị có thể giúp gì được cho em? Em nhờ chị một chuyện được không? Em nói đi. Ngày mai em với bạn trai em thì đến em mua cái váy này ấy. Nhưng mà anh ấy là sinh viên, em sợ anh ấy không đủ thì hôm nay chị cho em thanh toán trước một nửa. Rồi mai chị báo là có sale được không ạ? Ok. Em thanh toán là gì nhỉ? Em thanh toán. Chị ơi. Giữ anh nhá. Rồi em. Em cảm ơn chị ạ. Ừ, em cảm ơn. Chào em, chị có thể giúp gì được cho em? Bạn gái em rất thích cái váy này. Mà em sợ đắt quá, bạn gái em lại không dám lấy. Nên bây giờ cho em thanh toán trước một nửa. Để chị sửa giá cho em ấy. Xong ngày mai em với bạn gái em qua lấy. Em xin cảm ơn chị một nửa nhá. Một đoạn đường yêu hoặc đào cho em gần lại bên anh. Mùa yêu đầu tiên.